Hello, welcome back to my channel. Start the game. Traffic reader. Oh my God. Số kế và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai.
Okay, review rushing. Okay, set a rush into. Thank you.
a first night. Okay, và từ gần thứ bảy.
OK, 接着了。Bridge Simulator。Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Let's get started. Please your seats at the end of your break.Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Và tiếp tục mình sẽ đi tiếp trên con đường tiếp theo.Let's go. Các bạn có thể tăng tốc độ bằng cách này. Tăng lên cho 20. Và đây là bắt đầu đường cao tốc.
các nhà máy ở bên này, bên phải này, rất nhiều nhà máy luôn. Và trước mặt thì có một quả núi khá là to. Ở những trường này tốc độ đi khá là chậm. Đi qua một đường hầm. Ở đây thì rất là khó vượt, bởi vì những đường vòng cua. Tốc độ tối đa là bao nhiêu đây? 80. Đây là đường về quê và còn cách hơn 700 cây nữa. Wow, khá là xa. Hình như ở đây là hết đường cao tốc. Không có đúng không? Oh my god, oh my god. Trạm dừng nghỉ ở đây à? Mình xem có đúng không? Đúng rồi, một trạm dừng nghỉ. Vào đây thì mình sẽ nghỉ ngơi. Sau đó cho khách hàng vào đây để nghỉ ngơi. Một chặng đường rất là dài. Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Ok, và tiếp tục các bạn sẽ lái để đi đến về quê. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.